thật yên bình. Nước mắt ta rơi bởi một điều có thật, rồi một ngày mẹ sẽ đi xa. Bao người chợt lặng yên khi lắng nghe những ca khúc gợi nhớ về một thời thơ ấu đã trôi qua. Trở về với khu vườn rộn tiếng ve, cánh diều mang tuổi thơ khát vọng với cánh gò bên nôi mẹ hát. Ký ức qua những giai điệu bỗng ùa về trong quay quắt nhớ và xa xiết thương. Hạt lúa vàng, hạt mồ hôi chát mặn, ta lớn khôn thêm giữa nghĩa tình xóm làng, chia cho nhau một niềm giữa chưa hè. Ta về đây cũng vừa
Âm nhạc đôi khi tựa như chiếc váy đưa ta lên chuyến tàu ngược thời gian năm tháng để trở về với tuổi thơ. Bầu trời cao và xanh, trên đê đầy hoa cỏ bay, cây đa làm nghiêng mình soi bóng, ao bèo tím ngăn ngắt những cánh hoa. Khi được phủ lên bằng nỗi niềm luyến tiếc và nhớ thương, lại càng trở nên lung linh và hư ảo. Là một trong số những nhạc sĩ viết nhiều về cuộc hành trình ngược về quá khứ, Tuấn Phương luôn đem đến những hoài niệm và xúc cảm rưng rưng. Âm nhạc đưa anh và bao người sống lại thời tung tăng chân trần, nô đùa cùng chúng bạn, nép vào lòng mẹ trong tiếng ru hời ấm áp thương yêu. Viết về những năm tháng tuổi thơ trong ký ức, Tuấn Phương cũng như nhiều nhạc sĩ khác đều nhuộm vào đó nỗi niềm luyến tiếc. Không phải là cái nhìn trong veo của tuổi thiếu thời hồn nhiên mơ mộng, mà là lần trở về của một người đã trải qua biết bao những biến động thăng trầm của đời người. Và khi trở về miền ký ức biên biết xanh ấy, lại càng yêu hơn, thương hơn những đồng đất khô cằn, giọt mồ hôi chát mặn trên cánh đồng quê hương của hiện thực. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Tuấn Phương. Xin chào nhạc sĩ, xin cảm ơn nhạc sĩ đã tham gia chương trình Câu chuyện âm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa nhạc sĩ, trong số những cái sáng tác mà nhạc sĩ đã cho ra mắt công chúng thì Lê Trang đặc biệt ấn tượng, và một ca khúc có thể nói rằng đã để lại trong lòng khán giả rất nhiều tình cảm, đó là ca khúc Tình Đất. Vậy thì nhạc sĩ có thể chia sẻ thêm một chút về cái nguồn cảm hứng sáng tác ca khúc này và những cái thông điệp và ý nghĩa mà nhạc sĩ muốn gửi gắm trong ca khúc Tình Đất được không ạ? Trên Phương nói là cậu viết cho tôi một bài hát nói về nỗi khổ của người nông dân thời hậu chiến, nước rất là khó khăn. Thì mình xem phim, đọc kịch bản, rồi mình cũng mường tượng ra, thì rõ ràng thấy như này, cái đời sống của người nông dân khổ quá, lũ rất là khổ. Mình đã từng về quê thăm ông bà nội lúc là 60 tuổi, mình cũng hiểu được cái vị mặn của sương muối trên đồng như thế nào, những cái buổi trưa tiếng gà gáy nó buồn như thế nào, nông thôn rất là nghèo. Và cái việc làm sao để lột tả được cái bức tranh đó, để đúng cái tâm tư, tình cảm của người nông dân thì phải là một cái gì rất là đồng đất, một cái gì rất là dung dị thì nó mới đến được. Đấy là nguyên do tại sao tôi viết bài hát đó và tại sao tôi dùng chất liệu đó. Vâng, thưa nhạc sĩ, có một hình ảnh ở trong ca khúc Tình Đất mà Lê Trang đặc biệt ấn tượng, đó là câu hát đất bạc màu và vai áo ta bạc hơn. Nhạc sĩ có thể chia sẻ hơn về cái việc mà nhạc sĩ đặt hai cái hình ảnh này trong cùng một câu hát, và cái dụng ý nghệ thuật của nhạc sĩ gửi gắm trong hình ảnh này là gì ạ? Cái mảnh đất ấy, nó cằn cỗi nên ta cày xới nhiều quá, nó bạc hết cả màu rồi, nhưng vai áo người còn bạc hơn cả đất. Thế thì đời người thì quá khổ hơn cả đất mà. Đất bạc màu và vai áo ta bạc hơn đấy, thì chứng tỏ là nỗi khổ ý là tột cùng. Tôi rất tự nhiên có thể là cái rung động về đồng đất quê hương nó cũng có từ trong tâm cảm của tất cả những con người ở Việt Nam, thì mình cũng thế, cho nên mình thấy nó gần gũi và biết được luôn. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ và chúc cho nhạc sĩ sẽ có thật nhiều sức khỏe. Trên đầu mưa xanh lộ
Nhớ về những năm tháng ngọt ngào của tuổi thơ, nhạc sĩ Hoàng Hiệp lại viết về con sông, nơi tôi tắm hát, nơi tôi đã hát. Giản dị và mộc mạc thế thôi, nhưng dòng sông tuổi thơ ấy đã nuôi dưỡng biết bao cô bé, cậu bé, lớn khôn, trưởng thành. Để rồi dẫu đi xa đến đâu, thì trong trái tim họ, dòng sông quê hương vẫn như lòng mẹ, vỗ về, chở che bao tháng ngày, để mơ ước một ngày nào đó lại trở về tắm mát nơi dòng sông quê. Khi ấy, dẫu tóc đã bạc màu, thì nụ cười lại hồn nhiên, rạng rỡ như thuở còn thơ ấu. Trong mơ tôi vẫn thấy hôm nay tôi trở về, lòng chợt vui thấy sóng không xa. Cuộc sống vốn vội vã tất bật, thời gian vốn chẳng bao giờ quay trở lại. Thế nên khi giật mình thấy mắt đã mờ, chân đã chậm, dường như bất kỳ ai lại càng nôn nao nhớ về năm tháng cũ. Khi một chút nắng nơi phố thị chẳng thể lấp lánh vàng như cánh đồng lúa chín quê hương. Khi bóng cây nơi con đường tấp nập chẳng thể che mát như cây đa làng mà chúng bạn chơi đùa. Và khi cô đơn, lạc lòng, chẳng còn mẹ để chạy về mà nức nở. Đã lớn khôn, trưởng thành và nếm đủ mọi đắng cay của cuộc đời, thì cái mơ ước được bé lại, được trở về với tuổi thơ ngọt ngào, dường như càng trở nên sâu lắng, thiết tha. Con về bàn tay mẹ nát vết cằn.